Chào các bạn và các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em học bài số 13, tổng hợp lực và phân tích lực. Trong bài học này các em sẽ tìm cách tổng hợp lực của nhiều lực tác dụng lên vật, và từ một lực chúng ta sẽ phân tích ra thành hai hoặc nhiều lực tác dụng lên vật đó, và thiết kế thực hiện thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng quy và hai lực song song. Ở bài học trước của định luật hai Newton, khi một vật chịu tác dụng của một lực ép thì lúc này lực ép này sẽ sinh ra gia tốc cho vật, được tính bằng m nhân a, được chưa? Nhưng mà một vật chịu tác dụng của một lực ép thì vật đó và khối lượng m đó chuyển động và thu được gia tốc a. Vậy khi một vật chịu tác dụng của nhiều lực thì như thế nào? Nghĩa là một vật chịu tác dụng của nhiều lực thành phần thì chúng ta phải tìm được cái tổng hợp lực của nó để chúng ta tìm được một vector lực thay thế cho hai cái lực thành phần đó, và để xác định được cái gia tốc của vật theo hướng nào. Các em nhìn vào hình 13.1, minh họa lực kéo của các tàu kéo lên mũi tàu bị mắc kẹt. Hai lực thành phần này có hai cái chiều khác nhau. Vậy cái lực tổng hợp là lực thay thế hai lực này sẽ có phương chiều như thế nào? Thì chúng ta đi vào một tổng hợp và phân tích lực. Các em nhìn vào hình 13.2 là lực tác dụng lên một số vật trong thực tiễn, như là gạo nước đang được kéo lên, hoặc là thùng hàng đang dịch chuyển về phía bên phải do hai người này tác dụng lực lên, hoặc là một con lắc đơn, đây là người ta gọi là con lắc đơn, là một cái vật nặng treo qua một sợi dây không co giãn và nó dao động xung quanh một vị trí thế này, gọi là con lắc đang dao động. Vậy trong những cái trường hợp này thì các em quan sát xem có những lực nào tác dụng lên những cái vật này. Rõ ràng các em nhìn vào trong hình A thì cái gầu nước này đang chịu tác dụng của hai lực. Thứ nhất là trọng lực, là lực hút của trái đất. Thứ hai là lực kéo, hay là lực căng của sợi dây. Lực căng T. Trường hợp hình B các em thấy rằng có hai cái lực. Lực của người bên phải là lực kéo, còn lực người bên trái tác dụng lên vật là lực đẩy. Còn hình C các em thấy rằng vật đang dao động xung quanh một vị trí cân bằng ở chỗ này, qua lại như thế này. Vật này chịu tác dụng của hai lực. Thứ nhất là trọng lực phương thẳng đứng chiều hướng xuống. Lực thứ hai là lực giữ của sợi dây. Lực giữ này được gọi là lực căng của sợi dây, lực căng T của sợi dây. Lực giữ của sợi dây. Vậy khi mà chúng ta thấy rằng khi mà vật chịu tác dụng của nhiều lực như vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm cách để tìm được cái lực tổng hợp. Tìm được cái lực tổng hợp thì người ta đưa ra một cái quy tắc, đó là quy tắc hình bình hành. Quy tắc hình bình hành là lực ép tổng hợp được tính bằng hai cái lực thành phần là vector F1 cộng vector F2. Nhớ là hai cái lực này phải là hai lực đồng quy. Các em hình dung đồng quy không? Hai lực đồng quy nghĩa là hai lực này có giá, nghĩa là có hai cái đường thẳng mà hai cái đường thẳng đó phải cắt nhau, hai cái giá của hai lực này phải cắt nhau tại một điểm thì gọi là hai lực đồng quy. Hình dung không? Ví dụ như hai cái lực này đồng quy tại điểm này, tại tâm của vật. Đây, hai lực này cũng đồng quy là đặt lên vật. Hai lực này cũng đồng quy là hai cái lực này có hai cái điểm đặt đều đặt lên vật. Còn những cái trường hợp mà hai lực mà khi mà hai lực này không cùng đặt lên vật thì chúng ta phải tìm giá của nó. Ví dụ như thầy có hai cái lực F1 thế này. Cái vật chỗ này nha. Cái vật này F1. Lực F2 này cùng tác dụng lên vật nhưng mà điểm đặt tại đây. Thì bây giờ đồng quy là sao? Hai cái lực này á là phải có giá đồng quy, có nghĩa là các em phải vẽ cái hai cái đường thẳng chứa hai cái tơ lực này, đây là gọi là giá của lực. Tương tự lực F2 này cũng vậy. Đây. Lúc này các em sẽ tìm được điểm đồng quy lên trên vật này. Đó, thì gọi là hai lực này phải có giá đồng quy nha. Đó, khi này thì gốc của hai vectơ lực phải trùng nhau. Các em lưu ý, gốc của hai vectơ lực phải trùng nhau. Vậy là để tìm được cái lực tổng hợp thì chúng ta phải dùng quy tắc hình bình hành. Sau khi các em đã đưa về hai cái lực này về cái điểm đồng quy rồi đó, thì chúng ta dùng quy tắc hình bình hành. Cụ thể như trong trường hợp này, các em thấy rằng cái điểm đồng quy của hai lực này chính là điểm ngay chỗ mũi tàu này. Vậy để tìm được cái lực tổng hợp thì chúng ta dùng quy tắc hình bình hành. Nghĩa là các em phải vẽ một cái hình bình hành
với hai cạnh là chúng ta đã có sẵn rồi. Đến đây chúng ta sẽ vẽ một cặp cạnh đối song song ở đây. Yeah, tương tự bên này, chúng ta vẽ song song với F1. Đất là lửa thì này. Lúc này chúng ta sẽ nối từ cái điểm đồng quy đến điểm này, chúng ta ra được cái lực tổng hợp. Và cái lực tổng hợp này sẽ thay thế cho hai cái lực thành phần này và làm cho vật thu được gia tốc M nhân A. Nên vật sẽ chuyển động theo cái hướng này, theo cái hướng lực tổng hợp này, chứ không có chuyển động theo hai cái hướng này nha, hai cái lực thành phần này, mà nó chuyển động theo cái hướng của hợp lực thôi, chính là lực tổng hợp. Và cái lực tổng hợp này sẽ thu được, sinh ra gia tốc cho cái vật A này, nghĩa là làm cho vật biến đổi chuyển động. Các em nhìn sơ qua, đây là quy tắc hệ bình hành, minh họa ra cách tổng hợp lực theo quy tắc hệ bình hành, nghĩa là chúng ta vẽ ra một cái hình bình hành. Trong đó hai cạnh kề của hình bình hành chính là hai lực F1 và F2. Và cái đường chéo ở đây chính là lực tổng hợp mà chúng ta vẽ ra. Tuy nhiên có những trường hợp phức tạp hơn, có nhiều lực tác dụng vào vật. Nghĩa là các em nhìn vào cái hình này thì rất là nhiều lực tác dụng vào vật. Tới 4 lực tác dụng vào vật. Hình này thì chỉ có hai lực thôi. Lực F1 và lực F2. Thì lúc này chúng ta có lực tổng hợp chính là lực này. Đây người ta gọi là quy tắc đa giác, quy tắc tam giác. Còn đây là quy tắc đa giác. Ở đây là khi mà chúng ta tổng hợp hai lực thì các em có thể thấy rằng cái lực F2 này nó sẽ bằng lực ở trên này. Chúng ta trượt cái lực F2 lên đây, tạo thành quy tắc đa giác. Thì lúc này chúng ta sẽ nối điểm đầu, điểm đầu của vector F1 và điểm ngọn của vector F2, chúng ta sẽ nối lại, chúng ta ra được lực tổng hợp. Các em hình dung không? Ví dụ chúng ta có hai lực F1 thế này và F2 như thế này, thì các em có thể dùng quy tắc đa giác bằng cách là các em trượt cái vector F2 lên đây. Nghĩa là điểm đầu của vector F2 sẽ ngay tại điểm kết thúc của vector F1. Sau đó chúng ta nối từ điểm đầu vector F1 đến điểm cuối của vector F2, thì các em sẽ ra được lực tổng hợp. Đây chính là một quy tắc tam giác lực ha. Còn trường hợp là các em thấy rằng nhiều lực thì sao? Rõ ràng cũng tương tự như vậy. Ví dụ như vật này chịu tác dụng của 4 lực F1, sau đó F2. F2 chúng ta sẽ trượt lên đây. Nhớ là điểm đầu của vector F2 phải nằm ở điểm ngọn của vector F1. Tiếp tục, chúng ta thấy cái lực tiếp theo là cái lực F3. Lúc này cái đầu của vector F3 phải trùng với điểm ngọn của vector F2. Sau đó chúng ta vẽ một cái đường thẳng song song với cái lực này. Tiếp tục, cái lực F4 này các em phải lấy điểm đầu của vector F4 trùng với điểm ngọn của vector F3. Sau đó các em vẽ một cái đường thẳng song song với lực này và có độ dày bằng nhau. Đến đây các em kết thúc 4 lực. Chúng ta nối điểm đầu của vector F1 và điểm ngọn của vector F4 thì các em sẽ có được cái lực tổng hợp. Được chưa? Đây gọi là quy tắc đa giác lực nha. Vậy là lực tổng hợp là một cái lực thay thế các lực tác dụng đồng thời và cùng một vật, và nó có tác dụng giống như các lực ấy, chứ nào lực thay thế thôi. Vậy em có nhận xét gì về tổng hợp lực nếu khi dùng quy tắc đa giác lực thì các lực thành phần tạo thành một đa giác kín? Thì rõ ràng khi chúng ta phân tích lực bằng cách tổng hợp lực, nếu dùng quy tắc đa giác lực á, thì các lực thành phần tạo thành một đa giác kín, thì cái độ lớn hay là gì tổng hợp lực này nó sẽ là một cái lực có tác dụng giống hệt như tổng hợp của các tất cả những lực thành phần. Nó có tác dụng giống hệt như các lực thành phần nha. Tổng hợp lực này có tác dụng giống như tác dụng của các lực thành phần nha. Chúng ta nhận xét là lực tổng hợp nó có tác dụng giống như là các lực thành phần. Thì chúng ta lại xét những cái ví dụ bên này, các em thấy rằng bây giờ chúng ta nhìn vào đây hình A thì các em thấy rằng tổng hợp hai cái lực này chính là hai lực cùng phương nhưng mà ngược chiều. Thì nếu mà vật chuyển động lên á thì chắc chắn cái lực T này phải lớn hơn lực B. Do đó cái lực
tổng hợp sẽ là hướng lên, thì vẽ như thế này nha, lực tổng hợp. Và tác dụng của lực tổng hợp này nó sẽ thay thế hai lực này, do đó nó có tác dụng giống như tổng hợp của hai lực này vậy. Tiếp theo, vật này đang chuyển động từ trái sang phải thì tổng hợp hai cái lực này chính là bằng cộng hai lực này lại, tại vì một cái lực đẩy và một lực kéo hai lực này cùng phương cùng chiều, do đó lực tổng hợp sẽ là tổng hai lực này, nó sẽ hướng theo bên này. Vậy cái lực F này sẽ thay thế cho hai lực này. Tương tự hai cái lực này chúng ta tổng hợp theo quy tắc hình bình hành. Đó thì các em ra được cái lực này. Cái lực này sẽ thay thế cho hai cái lực thành phần này. Do đó tác dụng của nó giống như hai cái lực này. Giờ mình xét một cái ví dụ là một viên đá quý đang được gắn bởi một sợi dây chuyền như hình 13.5. Khi mà hệ cân bằng, nghĩa là vật đứng yên đó, thì xác định điểm đồng quy của các lực tác dụng lên viên đá và tổng hợp lực của chúng. Thì bây giờ các em thấy rằng lực hút cái đất tác dụng lên cái vật này, đúng không nào? Lực hút cái đất tác dụng lên cái vật này và lực căng sợi dây tác dụng lên hai cái lên cái vật này. Thì mình sơ ra như thế này nhỉ? Lực căng T2, lực căng này lực căng T1. Hai cái lực căng tác dụng lên này. Ở đây hai lực này đồng quy tại đây. Tiếp tục trọng lực tác dụng lên cái tam vật này. Nhưng mà cái giá của lực này sẽ đồng quy, sẽ cắt tại điểm này, do đó chúng ta sẽ đưa cái lực này về cái điểm đồng quy. Do đó các em mình thấy rằng chúng ta phân tích cái lực căng T1 và T2 và trọng lực B tác dụng lên viên đá sẽ đồng quy tại điểm O. Có nghĩa là cái lực này chúng ta có thể đưa nó về điểm đồng quy này. Tại vì giá của lực này cũng đi qua điểm đồng quy, nên cái lực này chúng ta sẽ đặt ngay tại điểm đặt của nó sẽ đặt ngay chỗ này. Khi nào? Vậy lúc này lực tổng hợp sẽ là gì? Lực tổng hợp người ta đặt là FT. Nó sẽ bằng T1 cộng T2 cộng B. Nha. Lực tổng hợp chính là tổng ba cái lực này, gọi lực tổng hợp. Do cái vật nó đứng yên nên cái tổng hợp lực này nó bằng 0. Nha. Và cái hai hợp lực của hai lực T1 và T2 này, chúng ta dùng quy tắc hình bình hành là các em xác định được cái lực tổng hợp T chỗ này. Lúc này lực T này sẽ thay thế cho hai lực T1 và T2. Vì vậy mà người ta biết T1 cộng T2 bằng lực T. Sau đó cộng vector B này bằng vector 0. Do là hợp lực bằng 0 nên nó bằng vector 0 nha. Vật đứng yên. Rồi. Do đó là các em thấy rằng á, lúc này vật chịu tác dụng của lực T1 và lực T2. Nhưng mà hai lực này hai lực cân bằng, do đó hai lực này cộng lại bằng vector 0 luôn. Em hãy chọn một trường hợp trong các trường hợp ở hình 13.2 để xác định lực tổng hợp tác dụng lên vật. Thầy đã làm rồi đúng không nào? Thầy bỏ qua nha. Thầy đã xác định ba cái lực tổng hợp luôn rồi. Chúng ta tiếp tục. Và phần phân tích lực. Nha, chúng ta phương pháp phân tích một lực thành các lực thành phần vuông góc. Để tiện cho việc giải quyết bài toán, trong thực tế thì người ta thường thường phân tích ra thành những cái lực thành phần, và những cái lực thành phần này phải vuông góc với nhau. Các em vẽ xét hình 13.7 là một khối gỗ được kéo trượt trên mặt phẳng nằm ngang, hoặc là một người chơi trượt trên cát từ đỉnh đồi theo cái một mặt phẳng nghiêng và trượt xuống. Từ hình 13.7 đó, các em thực hiện yêu cầu sau. Chúng ta xác định hướng của lực ma sát tác dụng lên khối gỗ và ván trượt, và trình bày phương pháp tính toán độ lớn của lực ma sát này. Nha, chúng ta xác định ở hai hình. Một trường hợp là chuyển động theo phương ngang, và một trường hợp là chuyển động xuyên góc, nghĩa là chuyển động theo phương nghiêng. Thì các em thảo luận nhóm và trả lời thì chúng ta phải đọc qua một số cái hướng dẫn như sau. Các em thấy rằng một cái lực kéo, một cái lực ép đang tác dụng lên vật theo một cái phương xuyên góc tạo với mặt phẳng nằm ngang, tạo với cái phương ngang một góc alpha. Đây, góc alpha. Một cái lực tác dụng lên vật là F và đang tạo với phương ngang một góc alpha. Từ cái lực F này các em có thể phân tích thành hai thành phần vuông góc. Chúng ta sẽ vẽ tạo thành một cái hình bình hành. Giống như hình bình hành này. Chúng ta sẽ vẽ từ cái điểm ngọn này, chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng hạ vuông góc với phương nằm ngang. Chưa nào? Chưa?
Đến đây các em sẽ vẽ được một vector Fx là cái vector lực theo phương ngang. Từ điểm ngọn của vector F này các em sẽ vẽ một đường song song với phương ngang. Đến đây các em sẽ vẽ một cái gì? Một cái vector Fy vuông góc với phương nằm ngang. Đến này. Lúc này từ cái lực F này chúng ta đã phân tích thành hai cái lực, đó là Fx theo phương ngang và Fy theo phương vuông góc. Về sau này để chúng ta làm toán, giải quyết một bài toán cụ thể nào đó thì chúng ta nên phân tích một cái lực thành hai lực thành phần và hai lực này phải vuông góc với nhau nha, để tiện cho việc tính toán thôi các em ha. Chứ không có ai mà phân tích theo những cái lực góc khác nhau phức tạp như vậy cả, nên người ta phải phân tích theo thế này. Còn nếu mà trường hợp mà chuyển động xuyên góc, khi mà chuyển động xuyên góc thì các em thấy rằng cái trọng lực B này các em có thể phân tích thành hai lực. Trọng lực B là trọng lực có phương thẳng đứng chiều hướng xuống, và từ cái trọng lực B này chúng ta phân tích thành hai thành phần. Một thành phần theo phương chuyển động chính là cái phương này, là phương song song với phương chuyển động, và một thành phần theo phương vuông góc với phương chuyển động. Đúng không? Nó tạo thành một cái hình chữ nhật đó các em. Từ đó chúng ta sẽ phân tích được cái B này thành hai thành phần B song song và thành phần B vuông góc nha. B song song nghĩa là nó sẽ trùng với phương chuyển động, còn B vuông góc sẽ là vuông góc với phương chuyển động. Do đó trong hai trường hợp này chúng ta viết công thức là tổng hợp lực là F bằng Fx cộng Fy, hoặc là B sẽ bằng vector Bx cộng vector Bi. Còn về xác định độ lớn á, đây là cái biểu thức vector thôi nha. Còn để xác định độ lớn thì các em phải dựa vào kiến thức về hình học trong tam giác vuông hoặc là tam giác thường, bằng cách sử dụng định lý cos, định lý sin, hoặc là tỷ số lượng giác, hoặc là hệ thức lượng trong tam giác ở phần hình học, để các em giải viết những cái độ dài các cạnh ứng với độ lớn của những vector lực này. Độ dài các cạnh thì tương ứng với độ lớn, tương ứng với độ lớn của các vector này. Chúng ta tính toán về độ lớn nha. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu được hai cách phân tích lực rồi thì chúng ta áp dụng vào trường hợp này để các em xác định được cái hướng của lực ma sát tác dụng lên khối gỗ và cái bán trượt phải là ngược chiều chuyển động. Trong trường hợp này lực ma sát phải hướng ngược chiều của chiều chuyển động. Bây giờ thầy sẽ vẽ và sau đó trình bày cách tính toán độ lớn của lực ma sát. Đầu tiên là hướng của lực ma sát chắc là phải là ngược chiều với chiều chuyển động rồi. Hướng của lực ma sát phải ngược chiều với chiều chuyển động của khối gỗ, cũng như là ngược chiều với chiều chuyển động của người trượt cát, đúng không em? Phải ngược chiều, phải đi ngược lại thế này. Trường hợp này phải đi ngược lại thế này. Bây giờ mình trình bày phương pháp tính toán của độ lớn của lực ma sát này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình ra. Bây giờ thầy sẽ vẽ hình A trước. Hình A là lúc này chúng ta sẽ vẽ là theo phương ngang, vật trượt theo phương ngang. Đây là cái hệ vật và ván trượt, thầy sẽ vẽ là một khối hình chữ nhật thế này. Lúc này vật này đang chịu tác dụng của một số lực sau. Thứ nhất là trọng lực, là lực hút trái đất tác dụng lên cái khối gỗ và cái ván trượt này. Lực thứ hai là phản lực, chính là lực nâng của cái mặt phẳng nằm ngang này, là mặt đất đó, tác dụng lên vật, sẽ vẽ lên trên nha. Lực này là lực N. Thứ ba là cái lực kéo của cái đầu máy, thầy sẽ vẽ bằng một cái lực màu đỏ đang tạo với phương ngang một góc alpha. Lực kéo, kéo thế này đi, ép kéo và đang tạo với phương ngang một góc alpha. Tiếp theo là lực ma sát cản trở chuyển động của vật đang hướng ngược lại. Điểm đặt của lực ma sát này ngay tại vật và hướng ngược chiều của chiều chuyển động. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lực này. Trước tiên là chúng ta phân tích lực cái Fk này thành hai thành phần. Thành phần vuông song song và thành phần vuông góc.
Và từ cái đây chúng ta sẽ hạ đường vuông góc xuống đây. Và từ bên này chúng ta hạ vào đây. Đến đây chúng ta sẽ phân tích thành hai đợt thành phần. Một cái thành phần thả hướng lên, vuông góc phương chuyển động. Đây là FI. Và thành phần thứ hai là đây. FX. Rồi. Đến đây thầy sẽ đã thay thế cái lực FK thành hai cái lực này rồi, nên hợp lực lúc này sẽ là như sau. Chúng ta có là F hợp lực, thầy ghi là F hợp lực nha, bằng ở đây có những lực như sau, như thứ nhất là lực ma sát cộng với lực N cộng với lực B cộng với lực FI cộng với lực FX chứ nào, bằng MA. Tại vì chúng ta sẽ thay thế tất cả tổng hợp lực này bằng một cái F hợp lực. F hợp lực này bằng M nhân A. Do đó cái vật này gia tốc theo F hợp lực này. Và chú ý đề bài là khối gỗ này trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Có nghĩa là chuyển động theo phương ngang. Chuyển động hướng này. Do đó nó sẽ không bao giờ chuyển động theo phương thẳng đứng. Do đó chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ tổng hợp như sau. Thứ nhất là về phương vuông góc với phương chuyển động á, thì lúc này có hai lực, có ba lực, đó là lực B sẽ cân bằng với hai cái lực này, tại vì nó không chuyển động theo cái phương thẳng đứng, do đó hợp lực của cái lực tác dụng theo phương ngang này sẽ là triệt tiêu nhau. Các em nhớ nha, không có tính lực FK đó nha, tại vì chúng ta thay thế lực FK thành hai lực này rồi, nên khi mà xét đến phương thẳng đứng á, hay là người ta là phương này là gọi là phương OI đó. Đó, chúng ta xét theo cái trục OX, trục OY đi. Thì các em thấy rằng, hay là người ta gọi là phương pháp chiếu lên trên trục OY đó. Thì lúc này chúng ta thấy lực B nó cân bằng với hai lực này. Nghĩa là chúng ta có vector B sẽ bằng. Cân bằng có nghĩa là cộng với vector FI cộng vector N bằng vector 0. Đáng lẽ bằng MA nhưng mà vật không có gia tốc theo cái hướng Y. Do đó A nó bằng 0 nên tổng hợp lực này sẽ bằng 0. Do đó chúng ta có B này, cộng FI này, cộng N bằng 0. Đúng không? Chúng ta thay vào 1. Đây là số 1. 1 suy ra sẽ như sau. Lúc này còn là F ma sát cộng với FX bằng M nhân vector A. Đây chính là biểu thức để chúng ta tính lực ma sát. Đây là biểu thức vector, còn việc xác định độ lớn thì chúng ta sẽ nhìn vào cái tầm giác hoặc là chiều chúng ta tính ha. Bây giờ thầy sẽ tính luôn nha. Bây giờ vật chuyển động theo chiều dương là hướng sang bên phải. Chiều dương là chiều chuyển động của vật nha. Bây giờ mình chọn chiều dương thì chúng ta xác định độ lớn luôn. Chiều dương là chiều chuyển động. Thì lúc này chúng ta có F ma sát nó ngược chiều chuyển động nên độ lớn của nó phải âm. Như chúng ta đã học ở trường trước rồi, những cái gia tốc hoặc những cái lực mà ngược chiều với chiều dương đã chọn á, thì độ lớn nó phải âm trừ F ma sát. FX này đang hướng theo chiều chuyển động nên sẽ là cộng FX bằng MA. Được chưa? Bằng MA. Nên lúc này thầy sẽ tính được cái F ma sát sẽ bằng FX trừ MA. Đây, đó chính là công thức để tính độ lớn của lực ma sát. Mà FX bằng tính bằng cách nào thì các em rất là dễ dàng. Đề thông thường không cho FX mà đã cho lực FK. Do đó các em dùng định lý là tỷ số lượng giác là các em dùng cos bằng kề trên huyền. Chúng ta có cos alpha bằng cạnh kề là độ dài là FX. Trên cạnh huyền là FK. Lúc nào từ đây các em dễ dàng tìm được FX sẽ bằng FK nhân cos alpha. Do đó chúng ta thay vào đây luôn thành gì? FK nhân cos alpha trừ MA. Được chưa các em? Đây.
Rồi, chúng ta đã xong cái trường hợp là chuyển động theo phương nằm ngang. Vì sao bài tập nó chỉ xét những trường hợp như thế này, các em phải chú ý để biết cách để làm nha. Rồi một cái trường hợp phức tạp hơn là chuyển động theo phương xuyên góc. Thầy vẽ cái phương xuyên góc thế này. Góc một góc alpha chỗ này. Vật là ví dụ người này, thầy vẽ thành cái vật đi. Chúng ta dễ dàng phân tích. Rồi, lúc này vật này chịu tác dụng của những lực sau. Thứ nhất là các em phải vẽ được cái lực đó là lực trọng lực. Rồi, phương thẳng đứng chịu hướng xuống. Lực thứ hai là lực nâng hay là phản lực của mặt phẳng nghiêng, phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Do vật nó không chuyển động lên xuống nên cái lực này này, cái lực này nó phải cân bằng với cái lực thành phần B vuông góc này này. Đó nên nó khi mình vẽ chính xác á, chút nữa các em phân tích cái lực B thành hai thành phần á, cái lực đó phải độ dài nó phải bằng cái độ dài của lực này, phải chỉnh sâu nha. Giờ thầy sẽ phân tích cái lực này luôn. Thứ ba, lực ma sát. Đây, lực ma sát bị ngược chiều chuyển động chỗ này. Ép ma sát. Đây. Lực ma sát rồi, lực nâng rồi, trọng lực rồi. Hết rồi đúng không các em? Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái B này thành hai thành phần. Một cái thành phần là vuông góc và một cái thành phần là song song, nghĩa là thành phần theo phương chuyển động. Rồi chúng ta sẽ tìm được hai cái lực. Đây các em, vậy các em sẽ có được cái lực này chính là B vuông góc, là cái B này B theo hướng y. B này B theo hướng X. Rồi, vậy là cái lực N phải cân bằng với lực này, chắc chắn như vậy rồi. Cái lực N này, lực N phải dài bằng. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cách xác định cái F ma sát nha. Đầu tiên F hợp lực bằng tổng hết tất cả lực này là các em, F ma sát cộng lực N cộng với Y cộng với X. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Hết rồi. Bằng vector 0 bằng MA, trường hợp này chưa chuyển động với vận tốc A. Thì chọn cái hệ trục quy chiếu này. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu lên cái phương OI trước nha. Chúng ta chiếu một lên OI hoặc là chiếu lên OI. Chiếu một lên OI. Có nghĩa là mình hiểu rằng mình đang xét theo phương OI á, thì do cái vật nó không có chuyển động theo cái phương OI này, do đó nó không có gia tốc nên hợp lực nó bằng 0. Lúc này chỉ có hai lực thôi các em. Lực N và lực BI cân bằng nhau. Lúc này chúng ta có lực N cộng cho lực BI bằng vector 0. Vì nó không có gia tốc nên F hợp lực nó bằng M nhân A, nhưng mà A nó bằng 0 nên nó bằng vector 0. Do đó mà trong hai này chúng ta sẽ có là cái N và cái BI này bằng 0 rồi. Chúng ta thay vào 1 thì đó là 1 suy ra. Thay vào 1 nên 1 các em sẽ suy ra. 1 các em sẽ suy ra là F ma sát cộng BX chính là bằng M. Đó, vậy là gia tốc của vật á, là do hai cái lực này gây ra, do hợp lực của hai lực này gây ra. Còn để xác định độ lớn thì các em phải chiếu lên trên OX. Đúng không? Hai. Chúng ta chiếu hai lên OX. Thì lúc này thầy có F ma sát nó ngược chiều với chữ chiều OX nè. Do đó trừ F ma sát. Cộng BX nó theo OX là cộng BX bằng M. Rồi, đến đây các em dễ dàng tìm được F ma sát thì bằng BX trừ MA. Bây giờ BX tính sao đây?
Thì các em để ý góc này alpha thì góc này alpha nha. Sau này các em phải nhanh chỗ này nha, nhiều em á lượng cận chỗ này thì sẽ làm rất là lâu và có khi sai đấy. Coi như góc này góc vuông thì góc này góc vuông rồi, cái góc này này nó bằng góc này rồi, hai góc này đồng vị với nhau, chắc chắn bằng góc này còn lại sẽ bằng góc này. Do đó hai cái tam giác này được gọi là hai tam giác có đồng dạng rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có là có được alpha góc này, đề bài cho góc nghiêng alpha bao nhiêu thì mình coi như góc này có. Các em tính cái bx này, các em dùng sin bằng đối trên huyền. Thì bậc có khối lượng m đã xác định rồi, chúng ta có thể tìm được b. Để đó các em dùng sin alpha, chúng ta có sin alpha bằng đối là bx là độ dài thôi nha, không có nói vector nữa, chia cạnh huyền là b. Từ đây các em dễ dàng suy ra bx sẽ bằng b nhân sin alpha nhân chéo. Rồi chúng ta đáp vào đây này. Vậy có được f ma sát sẽ bằng b nhân sin alpha trừ ma. À, b thì bằng m nhân g, m nhân g nên m đặt ra ngoài chung luôn, còn lại là g sin alpha trừ a. Các em quan sát là một cậu bé đang kéo một cái thùng hàng trên đất bằng sợi dây hợp với phương ngang một góc 30 độ. Hãy tìm độ lớn của lực kéo thành phần tác dụng lên hai phương vuông góc và song song với mặt đất. À, biết độ lớn của lực kéo là 12 Newton. À, thì bài này rất đơn giản. Từ hình vẽ này thầy phân tích luôn nha. Từ cái lực ép kéo của em này, em bé này là lực này thì vẽ lên đây. Bây giờ mình phân tích thành hai thành phần, một cái thành phần lực vuông góc và song song. Giờ đây chúng ta chỉ còn xác định vẽ mà thôi. Là cái lực này là thành phần song song, là phần F1. Rồi, bây giờ mình đi tính là tính độ lớn thôi các em. Tính độ lớn của lực F1 và F2. Thì góc này alpha thì em có rồi, thì chúng ta có F rồi, chúng ta áp dụng cos alpha. Đầu tiên thì có là cos alpha trong tam giác vuông này nha. Vuông bằng cạnh kề là F1 chia cạnh huyền. Cạnh huyền là cạnh đối góc vuông nha, cạnh huyền là F. Từ đây thì dễ dàng tính được F1 là cái lực song song thì bằng F nhân cos alpha. Chúng ta rút F1 ra bằng cách là nhân chéo nha. Nhiều em không biết rút, mình hướng dẫn chỗ này rút F1 ra nhân chéo nha. Nhân hàng chéo sau đó chia ngang, chia số 1 khỏi chia luôn. Thay vào 12 nhân cos của alpha là cos 30 độ. Cos 30 độ bằng căn 3 trên 2, vậy nó bằng 6 căn 3 Newton. Tương tự chúng ta có trong trường hợp này alpha thì góc này sẽ là alpha soliton. Do đó chúng ta sẽ có là sin bằng đối trên huyền. Vậy thì có sin alpha bằng đối là F2 trên huyền là F. Từ đó mình có được F2 sẽ bằng F sin alpha. F bằng 12, sin alpha là sin 30 độ. Sin 30 độ bằng 1 phần 2 nhân cho 12 thì bằng 6 Newton. Rồi. Đấy. Các em hãy vận dụng quy tắc phân tích lực để giải thích tại sao khi đưa những kiện hàng nặng từ mặt đất lên xe tải, người ta dùng mặt phẳng nghiêng để đẩy hàng thay vì khiêng kéo trực tiếp. Thì đầu tiên á, là khi mà chúng ta kéo trực tiếp á, thì cái lực tối thiểu phải bằng trọng lượng của vật. Đúng không? Có nghĩa là chúng ta xét khi mà chúng ta kéo vật lên đều nha. Chúng ta xét hai trường hợp là kéo vật lên trên mặt phẳng nghiêng và kéo vật lên theo phương thẳng đứng và kéo lên đều. Chúng ta xét trong trường hợp là vật chuyển động đều. Vật chuyển động thẳng đều. Thì trong cả hai trường hợp này đều gia tốc bằng 0 nha. Thì các em biết rằng khi mà chúng ta kéo lên theo phương thẳng đứng đó, xét theo phương thẳng đứng này, phương thẳng đứng. Phương thẳng đứng.
thì lúc này cái lực kéo tối thiểu nó bằng trọng lượng của vật là bằng B. Đúng các em? Đấy. Khi mà chúng ta kéo một vật lên theo phương thẳng đứng mà chuyển động đều thì hợp lực bằng 0, nghĩa là lực kéo sẽ cân bằng với trọng lực. Nên chúng ta có F kéo bằng B, hay là tổng hợp lực của nó là B cộng cho F kéo bằng vector 0. Đấy. Do đó các em có thể dễ dàng vẽ ra cái việc này, phân tích lực như sau. Ví dụ thầy có cái vật ở đây, chúng ta kéo vật lên là FK hướng lên. Nó sẽ cân bằng với lực FB ở dưới. Chà. Để so sánh F kéo, thầy sẽ đặt B giống nhau trong hai trường hợp. F kéo trường hợp này là thật, FK1, F kéo 1. Chà. Và bằng B. Nếu mà chúng ta kéo vật lên trên mặt phẳng nghiêng thì sao? Thì thầy lại lấy cái hình hồi nãy thầy làm. Lúc này chúng ta thấy rằng á, trong trường hợp này á, các em thấy rằng hợp lực tác dụng lên vật như thế này đúng không? Khi vật chuyển động thẳng đều đi xuống như thế này, chuyển động thẳng đều xuống hoặc là chuyển động thẳng đều đi lên. Nếu mà chúng ta kéo lên á, thì lực kéo nó sẽ hướng lên. Trong trường hợp này đi xuống mất rồi, bây giờ thầy sẽ vẽ lại mất rồi. Bây giờ thầy sẽ xét theo phương phương nghiêng nha. Đó, phương nghiêng. Chúng ta sẽ có như sau. Đây, chúng ta kéo vật lên cái phương nghiêng thế này. Độ alpha. Trọng lực là xuống này. Phương thẳng đứng chịu hướng xuống. Đến đây thầy phân tích ra hai cái lực. Cái lực là như thế này. Thành phần theo phương song song. Là BX. Lực N năng N phản lực N. Bây giờ trường hợp này chúng ta bỏ ma sát nha. Bỏ vào ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng luôn. Nếu mà có ma sát vào thì hiển nhiên là lực kéo sẽ tăng lên. Không? Trường hợp này chúng ta bỏ ma sát đi. Còn nếu mà chúng ta xét đến lực ma sát thì sẽ vẽ một cái lực ma sát hướng xuống thế này. Thì lúc này cái lực hướng lên sẽ như thế nào? Vì chuyển động lên đều nên cái hợp lực nên nó là cái lực F kéo cộng F ma sát cộng BX này phải là bằng 0. Tại vì chuyển động thẳng đều lên trên mà đúng không các em? Thầy sẽ kéo lên. Là cái lực F kéo hướng lên này. F này là FK2 đi. Thì do chúng ta phân tích cái lực B này thành hai thành phần. Là cái thành phần này và thành phần này, rồi chúng ta bỏ cái lực này đi nha. Chúng ta không xét nó nữa. Vậy là lúc này chúng ta sẽ xét theo cái phương chuyển động này. Chiều chuyển động thì các em sẽ có là F hợp lực chính là bằng F hợp lực sẽ bằng N cộng BI cộng FX cộng F ma sát cộng BX bằng 0. Chúng ta coi như vật chuyển động đi lên đều nên nó sẽ bằng vector 0, nó không bằng MA nữa. Nếu mà chúng ta chiếu lên trên phương OI này, OX này, thì lúc này chúng ta sẽ có là cái N nó cân bằng với BI. Do đó N cộng BI nó bằng 0. Do đó mình có cái này nha. Mà N cộng BI bằng vector 0. Chúng ta suy ra được F kéo cộng F ma sát cộng FK F kéo 2 cộng FX cộng BX bằng vector 0. Thì lúc này chúng ta sẽ tính được F kéo sẽ bằng, về độ lớn chúng ta sẽ chiếu lên trên trục OX. Chiếu lên trục OX thì các em thấy rằng cái F kéo nó cùng chiều dương nên F kéo nó dương này. FK2, F ma sát ngược chiều và B ngược chiều nên trừ BX trừ F ma sát. Dạ.
nó sẽ là F kéo 2 sẽ bằng Bx cộng F ma sát. Nếu chúng ta bỏ ma sát nha, bỏ qua ma sát, nghĩa là ma sát rất là nhỏ không đáng kể, bỏ qua, thì lúc này F kéo 2 nó bằng Bx nha, mà Bx nó lại nhỏ hơn B. Bx nhỏ hơn B nha, Bx nhỏ hơn B suy ra Bx nhỏ hơn B sẽ là F kéo 2 nó nhỏ hơn F kéo 1. Ủa tại sao Bx nhỏ hơn B? Thì các em biết rằng cái Bx là cái lực thành phần, cái độ dài nó sẽ bằng cạnh huyền được, luôn luôn như vậy. Tại vì trong một tam giác vuông thì cạnh huyền là cạnh dài nhất rồi, do đó là cái Bx hay là Bi nó đều nhỏ hơn B cả, do đó Bx nhỏ hơn B, từ đó chúng ta sẽ suy ra được từ 1 và 2 thì suy ra được là cái F kéo 2 này phải nhỏ hơn F kéo 1 nha. Ma sát không đáng kể nha, dù có chăng nữa thì ma sát giữa mặt phẳng nghiêng và vật cũng không đáng kể, do đó chúng ta sẽ coi như bỏ qua. Vì vậy mà cái F kéo 2 nó phải nhỏ hơn F kéo 1. Do đó đây là một cái máy cơ đơn giản mà giúp chúng ta lợi về lực để kéo vật nặng lên cao ha, với lực nhỏ hơn. Cái Bx này á, cái F kéo nó càng nhỏ khi cái Bx nó càng nhỏ, mà Bx nó càng nhỏ thì góc alpha nó càng nhỏ. Ví dụ góc alpha này nó như thế nào, alpha này. Rồi thì các em dùng sin bằng đối trên huyền, chúng ta có sin alpha bằng đối là Bx trên huyền là B. Từ đây thầy rút ra là Bx sẽ bằng B sin alpha. B không đổi, vậy là alpha càng nhỏ thì dẫn đến cái Bx này nó sẽ càng nhỏ nha, góc alpha càng nhỏ nha. Còn cái phần 2 là phần thí nghiệm tổng hợp lực hai lực đồng vi. Thì các em chỉ cần làm thực hành ở trên lớp là các em cũng đã biết. Thực tế cái thí nghiệm này để kiểm tra thôi. Để kiểm tra cái hợp lực hai lực đồng vi nó đúng bằng bằng cái lực tổng hợp như chúng ta đã thực hiện ở phần 1 hay không thôi ha. Nên thầy sẽ không nói vào phần này nha. Còn về thí nghiệm hai lực song song cùng chiều thì chúng ta sẽ đi nhanh qua cái phần này ha. Còn thực hành thì các em sẽ thí nghiệm trên lớp. Thầy nghĩ rằng các thầy cô cũng không có tiến hành thực hành cho các em đâu, hoặc là có tiết thực hành riêng cho các em. Chúng ta chỉ cần nắm quy tắc như sau. Rõ ràng hai cái lực này nó cùng tác dụng vào một thanh rắn dài, độ dài của nó như thế này. Hai cái lực thành phần F1 và F2 thì rõ ràng có giá không đồng vi, nhưng mà hai lực này cùng tác dụng vào một thanh rắn này và song song với nhau thì người ta gọi là tổng hợp hai lực song song. Và hai lực này lúc này là cùng chiều với nhau thì chúng ta sẽ tổng hợp như thế nào? Thì khi chúng ta tổng hợp hai cái lực mà có giá song song và không đồng vi như thế này thì chúng ta ra một cái lực, lực đó sẽ cùng chiều, nó sẽ song song và cùng chiều với hai lực thành phần luôn. Rõ ràng các em thấy không, đặc điểm của nó là song song với hai lực thành phần và cái chiều của nó cũng hướng xuống cùng chiều với hai lực thành phần. Còn độ lớn của nó như thế nào? Rõ ràng cái độ lớn của vector này nó dài hơn hai cái này, nghĩa là độ dài của vector này tổng hợp này bằng tổng độ dài, nghĩa là tổng độ lớn của hai cái vector lực này. Nó cùng chiều mà thì lực này F này phải bằng hai cái lực này cộng lại. Nhưng mà cái điểm đặt thì sao? Cái điểm đặt của lực này nó không phải nằm ở trung điểm mà nó đặt ở chỗ mà gần với cái lực lớn hơn so với lực nhỏ. Các em thấy không? Cái lực càng nhỏ thì nó càng xa, còn cái lực càng lớn thì cái lực tổng hợp này nó càng gần. Do đó là chúng ta thấy rằng á, nó có giá nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần. Mặt phẳng này mặt phẳng hành vẽ luôn. Chưa? Và nó chia khoảng cách giữa hai giá nó chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song này này, những đoạn tỷ lệ nghịch với độ lớn. Tỷ lệ nghịch với độ lớn có nghĩa là sao? Có nghĩa là F1 trên F2 đặt ngay chỗ mà khoảng cách giữa hai giá của hai lực, khoảng cách của hai giá của hai lực thành những cái đoạn tỷ lệ nghịch bằng D2 chia D1. Công thức này cũng đã được thực nghiệm chứng tỏ rồi, các em dùng luôn nha. Có nghĩa là cái tỷ lệ độ lớn của hai lực thành phần nó sẽ tỷ lệ nghịch với khoảng cách, tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ hai giá của lực đến cái điểm đặt của lực tổng hợp này. Các em nhìn hình vẽ các em cũng đã thấy rồi. Nghĩa là cái lực tổng hợp nó sẽ gần với cái lực có độ lớn hơn so với lực có độ lớn nhỏ hơn. Gần khoảng cách thì cái lực nó phải lớn, còn xa khoảng cách thì cái lực phải nhỏ, nên tỷ lệ nghịch chỗ này. Đấy, cái như thế ha. Vậy là về sau này chúng ta chỉ cần nắm cái công thức này thôi là các em có thể giải quyết được bài tập rồi. Nha, công thức này. Các em quan sát hình 13.15 là một người gánh lúa. Hai cái bó lúa này có khối lượng là 7 và 5 kg. Người ta hỏi rằng vai người đặt ở vị trí nào trên cái đòn gánh này để có thể nằm ngang, để đòn gánh nằm ngang và thăng bằng.
và chiều dài của đòn gánh là 1,5 m. Và coi như là hai cái bó lú này được treo ở sát hai đầu của đòn gánh. Bây giờ mình tính như thế nào, mình tìm cái vị trí ha. Thì đầu tiên thầy gọi D1. D1 là khoảng cách từ cái điểm vai ha. D1 là khoảng cách từ từ vai người đến đến cái bó lú thứ nhất đến bó 1. D2 là khoảng cách từ vai người đến bó lú thứ hai. Thì các em sẽ có là F1 trên F2 thì bằng D2 trên D1. Mà F1 chính là bằng trọng lượng của bó lú luôn. Mà trọng lượng thì bằng M1 nhân cho EG. F2 thì bằng M2 nhân G. Thì khử cái này đi. M1 đề bài cho 7/5. Vậy là F1, D1, D2 trên D1 bằng 7/5. Đúng không? Mà D1 cộng D2 chính là bằng chiều dài của đòn gánh là bằng 1,5. Đến đây các em giải ra thôi. Chúng ta rút cái chỗ này ra, D2 sẽ bằng 7/5 D1. Thì rút cái D2 ra nha. Ta có D2 sẽ bằng D1 nhân 7 chia 5 là 7/5, chính là 1,4 D1. Mình thay vào đây, D1 viết lại cộng D2 bằng 1,4 D1 bằng 1,5. 1 cộng 1,4 là 2,4 D1 nha. 1D1 cộng 1,4 là 2,4 D1 bằng 1,5. Từ đây dễ dàng các em chia được D1 sẽ bằng 1,5 chia cho 2,4 thì nó bằng là 0,625, có nghĩa là bằng 0,625 m nha. 0,625 m nghĩa là bằng 62,5 m đó em. Vậy là cái vai người sẽ cách cái bó lú thứ nhất là 62,5 m. Từ đó các em sẽ biết ngay là các em lấy 100 trừ cho 62,5 thì sẽ bằng 37,5 m nha. Vậy là D1 sẽ bằng 62,5 cm và D2 sẽ bằng 37,5 cm. Đó chính là khoảng cách từ vai người đến bó lú 1 và bó lú 2. Rồi, thầy dừng video ở đây nha. Phần bài tập sẽ hướng dẫn cho các em ở video tiếp theo. Thầy mến chào các em.